Mực chiên giòn này của mình để mình ăn thử cho các bạn nghe coi nó có giòn không ha. Mình lấy thử một miếng mình ăn thử coi cho giòn không ha. Giòn lắm bạn. Bạn thấy giòn ha. Chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh của mình. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một món là mực chiên giòn nha các bạn. Mình có hai con mực nè. Chút mình đi rửa rồi mình lột ra bỏ da ra. Để làm món này thì mình cần là hai con mực đó các bạn, với hai trứng hụt gà. Với bột mì. Với một miếng bột nêm mà các bạn. Và một miếng tiêu. Và cà sốt. Món này món ăn chơi à các bạn. Rồi với bột chiên giòn à các bạn. Bây giờ mình đi làm hai con mực nha các bạn. Hai con mực này mình làm xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình bỏ vô trong bao á. Bỏ vô bao này á, mình lắc bột ha. Vậy với mình đánh hai cái trứng này ra ha. Mình đổ vô. Cái này à, mình lau khô mình lấy cái khúc giữa thôi. Giờ mình lắc bột cho các bạn. Thì mình đập trứng ha các bạn. Bỏ vô trong đây một xíu tiêu ha. Xíu bột nêm nữa.
các bạn. Bạn nhúng xong rồi các bạn lăn lăn qua bột chiên xù. Muốn dày á, bạn lăn qua nhúng hai lần ha. Giờ mình chiên nha các bạn. Cái này mình nhúng bột xong rồi nè, các bạn bỏ vô trong tủ lạnh á, bỏ khoảng chừng 10 phút á, đặng cho nó cứng cái mực á. Này mình chiên bằng cái nồi á các bạn. Chưa có sôi mấy. Để cái dĩa bỏ giấy vô các bạn để cho nó hút bớt dầu á. Này mình chiên có mấy con, có hai con mực à, cho nên mình không có bỏ, mình không có chiên bằng cái lò dầu. Nhà mình có cái lò để chiên.
các bạn để lửa vừa thôi, đừng có để lửa cao quá các bạn. Để lửa vừa là nó cho nó vàng, nó từ từ nó chín, còn để lửa cao quá nó háp, nó khét. Để cho nó vàng vàng chút xíu nữa. Mình chiên xong một dĩa rồi nè các bạn. Này nó cũng hút dầu dữ lắm, mình để giấy nó hút ướt hết rồi các bạn. Món mực chiên giòn của mình đã làm xong rồi nè các bạn. Các bạn giờ mình thấy có ngon không? Bây giờ mình kết thúc video tại đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy thích video của mình á, thì các bạn hãy like, subscribe và chia sẻ cho mọi người cùng xem ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Bye bye.